11 ngày trước, trên kênh Tuyền Văn Hóa TV, chúng tôi có đăng tải một video với tựa đề Casemiro bất ngờ hồi sinh, Man United phải xử lý thế nào đây? Trong video, chúng tôi có phân tích rất rõ rằng cựu tiền vệ Real Madrid bất ngờ chơi hay trong trận siêu cúp Anh và trận gặp Fulham ngay ngày khai mạc Premier League thực ra không hề tốt cho Man United. Bởi lẽ ở tuổi 32, Casemiro chỉ bùng nổ được một thời gian ngắn. Chẳng có loại thuốc cải lão hoàn đồng nào ở đây cả, mà chỉ là phút lóe sáng le lòi của một ngọn đèn sắp cạn dầu mà thôi. Cũng trong video, chúng tôi nói rõ rằng Casemiro xứng đáng bị bán ngay trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Vâng, nói rõ ràng như thế mà không hiểu sao người xem cứ bảo chúng tôi là ba phải, khen Casemiro rồi hôm sau lại vùi dập anh. Về bản chất, ai xem bóng đá đủ lâu cũng hiểu rằng cơ hội để chúng ta thấy được một Casemiro đỉnh cao như mùa giải đầu tiên gần như là không. Sau cùng, Quỷ Đỏ chẳng hề thanh lý tiền vệ người Brazil. Có nhiều lý do cho câu chuyện này. Thứ nhất, lương của Casemiro quá cao, lên tới 350.000 bảng mỗi tuần. Các đội bóng châu không dại dứt về một ông già với khoản đãi ngộ điên rồ. Sự quan tâm của giải Ả Rập cũng chẳng còn. Một lý do nữa khiến cho Man United buộc phải ôm quả bom này là việc họ mua được Manuel Ugarte quá muộn. Giả sử không dứt điểm được vụ Ugarte mà lại đẩy đi Casemiro, thì Quỷ Đỏ chỉ có Toby Collyer quá non làm tiền vệ phòng ngự. Vậy mà sáng nay, khi Casemiro chơi quá tệ, điều đã được chúng tôi lường trước, thì nhiều bình luận lại nói rằng giọng nào cũng nói được. Rất là buồn. Casemiro đá thế nào tối qua? Cầu thủ người Brazil có pha chuyền bóng hỡ hành, sau đó Ryan Gravenberch chiếm lấy quyền kiểm soát nơi khu vực giữa sân. Ngôi sao Liverpool lập tức tung đường chọc khe cho Mohamed Salah, trước khi số 11 của Jacob tạt bóng vào cột xa cho Luis Diaz đánh đầu mở tỷ số. Tới phút thứ 42, lại là Casemiro mắc lỗi. Diaz cướp được bóng từ Casemiro rồi chuyền cho Salah bên cánh phải. Tiền đạo Ai Cập sau đó tỉa bóng cho Diaz dứt điểm một chạm trong vòng cấm, cực kỳ hiểm hóc vào góc gần tung lưới Onana. 2-0 cho Liverpool trước khi hai câu lạc bộ bước vào giờ nghỉ. Chứng kiến tình huống chơi bóng thiếu tập trung của Casemiro, huyền thoại Gary Neville chia sẻ: "Lại là Casemiro. Đối với một cầu thủ có nhiều kinh nghiệm như vậy, thật cạn lời với số lần cậu ta mất bóng ở những khu vực nguy hiểm." Nhà báo Joe Street nói thêm: "Cũng giống như những bàn thua mà họ nhận ở Brighton vào cuối tuần trước, hàng phòng ngự của Man United thật tệ. Casemiro mất bóng, Gravenberch vượt qua hàng phòng ngự của đội chủ nhà và sau đó các tiền đạo của Liverpool có pha phối hợp ở cột xa để ghi bàn." Đổ lỗi cho thất bại 0-3 của Man United là không công bằng khi mà nhìn toàn bộ đội hình Quỷ Đỏ đều đã chơi tệ. Thậm chí, để bênh chồng mình, vợ của Casemiro đã đăng tải góc sống ảo của gia đình. Ở đó có 5 chiếc cúp Champions League Anh gặt hái tại Real Madrid. Ý của cô là chồng mình ở đẳng cấp cao hơn toàn bộ các cầu thủ còn lại của Man United, nên đừng có mang Casemiro ra chê. Xong, hai pha mắc lỗi dẫn tới bàn thua của Casemiro trở thành bằng chứng đành thép cho thấy anh đã không còn là tiền vệ hàng đầu thế giới nữa. Bóng đá trân trọng quá khứ, nhưng không cầu thủ nào sống cả đời nhờ hào quang đã từng gặt hái. Ngay cả GOAT Messi hay siêu nhân Ronaldo cũng vậy thôi. Casemiro quá chậm chạp để thực hiện các tình huống thoát pressing, từ đó mở ra đường phản công thần tốc. Tuổi tăng cũng sắp bắt kịp ngôi sao Nam Mỹ, khiến đôi chân trở nên như đeo chỉ, để rồi trở thành mắt xích yếu nhất trên sân. Hãy thử nghe vài thông số kinh hoàng của Cas thì sẽ hiểu. 73% tỷ lệ chuyền bóng trúng đích, chuyền hỏng 10 lần, 40% tỷ lệ thắng tranh chấp trên sân, 20% tỷ lệ chuyền dài chính xác, 13 lần mất quyền kiểm soát bóng, 2 lần bị qua người, 1 lần mắc lỗi dẫn đến bàn thua, không tạo cơ hội, không cầu lỗi, không dứt điểm, không được tích sự gì. Liverpool của Arne Slot nhìn thấu sự yếu kém của Case. Họ khai thác tối đa điều này để liên tiếp dội cáo nước lạnh lên đội chủ sân Old Trafford. Tôi thường yêu cầu các học trò di chuyển không bóng. Chúng tôi cố gắng gây sự kẹp cao nhất có thể. Đây cũng là cách để Liverpool phòng ngự từ xa. Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng khung thành của Alisson Becker sẽ không rơi vào tình trạng báo động. Các cầu thủ của tôi hôm nay đã chơi rất tốt. Mùa giải trước, Man United áp dụng chiến thuật kèm người ở hàng tiền vệ. Mùa giải này họ áp dụng chiến thuật 4-4-2. Theo tôi, họ đã chơi nỗ lực hơn khi có bóng và họ sẽ thực hiện nhiều đường chuyền hơn. Đó là những gì tôi thấy trong những trận đấu đầu tiên của Man United. Huấn luyện viên Slot chia sẻ. Thực ra cũng có những dấu hiệu cảnh báo cho sự xuống dốc của Casemiro khi Manchester United để thua Crystal Palace với tỷ số 0-4 mùa trước. Khi ấy, Michael Olise với sức trẻ đã liên tục làm khổ đồng nghiệp. Tiền vệ 32 tuổi hoàn toàn bất lực trong việc theo kèm đối thủ như có gắn động cơ turbo V6 dưới chân. Mọi thứ thay đổi quá nhanh với Casemiro. Cách đây 2 năm và 4 tháng, cũng là cầu thủ người Brazil thống trị trận chiến ở hàng tiền vệ tại Paris trong lần cuối cùng khoác áo Real Madrid. Còn nay, Casemiro đã bị thay ra sau giờ nghỉ giữa hai hiệp bởi một cầu thủ 20 tuổi của học viện Manchester United là Toby Collyer. Điều đó xảy ra trước cùng một đối thủ, Liverpool. 2 năm trước, cựu danh thủ Gilberto Silva ca ngợi Casemiro là người vô hình của Brazil với những đóng góp thầm lặng trong trận đấu. Cảnh so sánh này chỉ Casemiro không thường thu hút được sự chú ý, nhưng sau đó đột ngột xuất hiện từ trong bóng tối để tỏa sáng. Casemiro, người đã giành chiến thắng trong 9 trận chung kết lớn liên tiếp, một cầu thủ miễn nhiễm với mọi sự lo lắng, đến mức trước giờ G thì bản thân vẫn thoải mái đi chơi bài với bạn bè. Song đó là hình ảnh của một cầu thủ ngày hôm qua. Hiện tại, tình thế đã đảo ngược. Sau 45 phút thảm họa đầu tiên trước Liverpool, Ten Hag vội thay Casemiro. Lý do ông đưa ra là cần một người có khả năng bao quát trận đấu, nhưng người ông đưa vào non choẹt. Vậy có khác gì tát vào mặt Case đâu? Tôi đã găm Casemiro sau trận đấu trong phòng thay đồ. Vì vậy cậu ấy không rời khỏi sân vận động vào giờ nghỉ giải lao. Lý do tôi thay Casemiro là vì MU đang bị dẫn 0-2 trước một đối thủ như Liverpool. Chúng tôi muốn trở lại và phải chấp nhận rủi ro, đồng thời cần cầu thủ ở hàng tiền vệ để che chắn khung thành. Đó là lý do tôi đưa Toby Collyer vào sân. Trong bóng đá, mọi người đều phải chịu trách nhiệm. Casemiro là cầu thủ tuyệt vời, cậu ấy đã giành được mọi danh hiệu trong sự nghiệp. Tôi chắc chắn cậu ấy sẽ tiếp tục đóng góp cho đội. Thực tế là Casemiro chơi không tệ trong năm đầu tiên hít thở bầu không khí tại Premier League. Phần còn lại như người ta vẫn thường gọi, đó đã là lịch sử. Trước mùa giải 2024-2025, Casemiro trông gầy gò và tràn đầy năng lượng hơn. Gặp Fulham ở ngày mở màn Premier League, tiền vệ người Brazil chơi tốt, tạo ra vài cơ hội cho đội nhà. Nhưng tới cuộc đụng độ Liverpool, hình ảnh thật của cựu ngôi sao Real Madrid được phơi bày. Casemiro đã qua thời kỳ đỉnh cao và không thể theo kịp tốc độ của Premier League. Hai thất bại liên tiếp tại Premier League khiến cho chiếc ghế của huấn luyện viên Erik ten Hag ở nhà hạt của những giấc mơ bắt đầu lung lay. Những gì ông có thể làm sắp tới là cầu nguyện sao cho tân binh Manuel Ugarte lành lặn trở lại câu lạc bộ sau dịp FIFA Day. Tiền vệ người Uruguay trẻ và nhanh hơn Casemiro, vì vậy được kỳ vọng sẽ xây chắc trục giữa của Quỷ Đỏ. Khi Ugarte trở lại Man United, điều đó đồng nghĩa Casemiro có thể bị đẩy lên băng ghế dự bị, một kịch bản đáng buồn với ngôi sao người Brazil. Điều mà bản thân có lẽ không thể ngờ rằng mọi thứ lại thay đổi chóng mặt. Hôm mùng 2 tháng 9, báo The Time phân tích Casemiro vẫn còn cơ hội mong manh để cứu vãn tình hình. Sau dịp FIFA Day, Ugarte có thể bị hao mòn thể lực, vì vậy không đá chính khi Manchester United gặp Southampton ở vòng 4 Premier League. Như vậy, cờ lại tới tay Casemiro. Tuy nhiên, nếu không sớm cải thiện được màn trình diễn, tất cả coi như chấm hết với ngôi sao 32 tuổi. Trên mạng xã hội, người mộ tự rút ra kết luận rằng vị trí tiền vệ trụ của Manchester United đã phân theo 3 cấp bậc. Ở đó, Ugarte là lựa chọn thứ nhất, tiếp theo là Collyer, còn Casemiro, anh chỉ đứng thứ 3 mà thôi. Năm trước Cup Champions League cũng chẳng thay đổi được sự thật ấy.